thì về Quảng Nam quê em. Nếu anh ưa cái đồng cây thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió, người ở miền Trung anh về anh sẽ thương. Nếu anh yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem. Nếu anh ưa đến trời xanh thì về Lãng Du hành, rồi về Hòa Vang nghe mùi xuôi nếm mới, rồi về làm anh em làm dấu nhà anh. Ôi nghe yêu sao cái chi chi mà sướng sướng, mặn nồng thì là